Xin chào tất cả các bạn. Sau phần tuyên bố bắt đầu thì MC sẽ bắt đầu bước lên sân khấu và chúng ta sẽ có những lời người ta gọi là giới thiệu về chương trình. Vậy thì với phần này dành cho người mới từ đầu thì các bạn sẽ dùng những ngôn từ gì để diễn đạt phần này? Thì bây giờ các bạn sẽ cùng học tập trung về kỹ năng giới thiệu chương trình. Khi bắt đầu bước lên sân khấu, nhiệm vụ của tất cả các bạn đó là chúng ta sẽ bình tĩnh, tự tin và bước lên khu vực trung tâm của sân khấu và lựa chọn một vị trí phù hợp nhất, và sau đó các bạn sẽ cúi chào. Sau khi cúi chào xong thì MC sẽ bắt đầu có những lời chào mừng như sau. Các bạn ghi lại và chúng ta sẽ luyện tập thật kỹ theo cái giọng điệu của tôi nha. Đó là cái câu đầu tiên thường hay dùng là gì ạ? Nhiệt liệt chào mừng, hân hạnh chào mừng, hân hoan chào mừng, nồng nhiệt chào mừng, hoặc là chào mừng. Đó là những câu mà các bạn sẽ sử dụng ngay từ đầu. Tôi sẽ lựa chọn một từ như sau. Ví dụ từ hân hạnh chào mừng đi. Hân hạnh chào mừng toàn thể cái gì? Người ta gọi là đối tượng. Đối tượng có thể là quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các chị cán bộ nhân viên, hoặc là quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các quý vị khách hàng, tùy từng chương trình nha. Sau khi chào đối tượng xong rồi thì bạn sẽ nói là gì ạ? Đã đến với chương trình gì đó, người ta gọi là tên chương trình của bạn. Ví dụ chương trình khai trương, chương trình khánh thành, chương trình kỷ niệm, chương trình sinh nhật, tùy vào chương trình nha. Đã đến với chương trình sinh nhật trong buổi sáng, trưa, chiều hoặc tối ngày hôm nay, đó là thời điểm. Và sau đó các bạn sẽ nói những câu là gì ạ? Lần đầu tiên cho phép MC, tên của bạn như tôi là MC Văn Minh. Lần đầu tiên cho phép MC Văn Minh xin gửi đến toàn thể quý vị. Thế đối với phần này, đối tượng các bạn chỉ dùng chung cái từ là quý vị thôi, chứ chúng ta không dùng những cái từ diễn đạt như quý vị đại biểu khách quý, nó sẽ hơi bị dài dòng. Xin gửi đến toàn thể quý vị cái gì? Xin gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng, hoặc là nồng nhiệt, hoặc là thân thương nhất, tùy vào từng tính chất. Cái từ thân thương là thể hiện cái sự gần gũi cho những chương trình như kiểu kỷ niệm sinh nhật, rất gần gũi. Còn đối với những chương trình trang trọng mà để mục đích kinh doanh, bán hàng thì các bạn nên dùng từ trân trọng và nồng nhiệt nhất. Và sau đó thì các bạn sẽ đến những phần chúc như: chúc tất cả quý vị sẽ có một chương trình thật là vui vẻ, thật ý nghĩa, và chúc cho chương trình của chúng ta thành công tốt đẹp. Và bây giờ tôi sẽ nói lại một lần nữa cho các bạn lưu loát về tất cả những phần trên. Nồng nhiệt chào mừng toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng với toàn thể các anh chị cán bộ nhân viên đã đến với chương trình tổng kết cuối năm trong buổi tối ngày hôm nay. Và lời đầu tiên cho phép MC Văn Minh thay mặt cho những người thực hiện chương trình gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất. Kính chúc tất cả quý vị sẽ có một chương trình thật vui, thật ý nghĩa, và chúc cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay thành công, tốt đẹp. Và tôi nối tất cả những từ đó lại thì chúng ta sẽ thành một cái câu thật là dễ dàng để chúng ta có thể dẫn dắt cái lời giới thiệu mở màn. Vậy thì tiếp theo là chúng ta sẽ đến với phần tuyên bố lý do. Phần này các bạn hãy click video clip tiếp theo.